Hôm nay thì sau thời gian 7 ngày không gặp Bí Hiền nè, thì hôm nay mình từ Sài Gòn về gặp lại Bí Hiền thì thấy sức khỏe của Bí Hiền là tiến triển và có khỏe hơn. Thì hôm nay Bí Hiền có giao duyên tới Nghĩa Trang Thai Nhi Hoa Hồng của chị BB ở trong Nha Trang. Rồi em có lời gì nhắn nhủ gọi đúng Hiền? Bệnh thì không lo mà cũng lo. Rồi, chị đại diện các bé cùng cảm ơn em nha. Rồi cùng chúc em mau hết bệnh nha. Rồi có duyên thì cô với lại em đi một chuyến trong đó nha. Rồi cả nhà mừng cho Bí Hiền nha. Bí Hiền bây giờ là giảm được 60% rồi á. Mặt Bí Hiền thì đỡ hơn. Cái này là mình cũng đã đi nhiều thầy rồi. Chia sẻ với cô luôn á, cái ngày đầu tiên mà con với lại chị Vi ra thăm em á, thấy mọi người tới thăm Bí Hiền á, là tụi con cũng nghĩ là chắc bé đang nặng hay sao mà mọi người tới thăm, mà thăm giống như thăm lần cuối á. Dạ. Dạ. Là đây lành này. Quay tới trước khô rõ luôn. Con đứng đấy, quay qua cô này, quay mặt qua cô rồi. Quay chị không có để dưới. Đây, nhất là cái chỗ vai này này nha. Khô hết rồi nè. Cái vai này là hôm trước là bị nặng nhất nè. Giờ lên chút thôi. Đấy. Nè. Vừa tính ngực tính bụng ở đây nha mọi người. Cái đúng xong quá em nha. Chị bị chị xong chị bóc chị dục quá hai bên của xong. Bây giờ chị dục có chúng em không vậy? Đứng ném nè. Rồi má nó đứng chỗ đây tôi dơ ra tôi phải né chứ. Tại đây mình là chịu em lòng này sau 2 ngày về chồng có nói gì không hiền? Ông mừng hả? Ông cười không phải không? Bữa tháng Lâm với lại chồng vô cười không mà. Ngày đầu thì khóc. Nếu mà chị nói cũng lâu lắm em quay vậy em chịu gì nổi thôi đứng đi. Thôi ngồi em mà nó không chịu nó em quay được như em quay vậy cô.
Hồi cách đây 2 năm trước á, chị có làm cho em Phong á, có gặp một cô là bị thủng cái mũi á chị Vi. Mũi bị hoại tử luôn. Mà nó lở loét mà nó hôi nữa. Nhưng mà chồng đối xử không có phải như chồng bị Hiền đâu. Em biết không, không cho ở trong nhà luôn, phải cho ra ngoài giường mà ra ngoài cái chòi á, móc cái võng trên cây nằm. Nói chung là còn kèm theo những cái lời nói nặng nữa, chửi nữa chị. Hôi thối á. Mà đấy bị mũi không cho cái cả. Bị cái lồng mũi không em? Bị cái lồng mũi, ăn mắc cái lồng mũi luôn. Lúc đó là chị đâu ở đây đâu. Chị ở bển á. 2 năm trước mà. Lúc đó là chưa có dịch, chưa có bùng dịch luôn. Những sức tới cũng đứng như vậy mà những sức tới tới. Giỏi Bi Hiền, em xích ra bên phải xíu Bi Hiền cho chị Vi đứng bên đó. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhà giỏi này, sức cuốn là nhìn là biết liền à. Giờ đây lên không? Mấy cái này là giống như vết ấy thôi chứ đâu có gì. Chị rồi đâu có đâu đâu phải không vậy? Khô rồi mà đau gì? Khô rồi, rồi đâu có đâu đâu. Nó thành da rồi mà còn đau gì nữa. Nó đau là nó xạo á. Này giờ chỉ còn bị gọi là bị nám thôi. Phép. Phép mau là có thiệt luôn nè. Khô hẳn luôn rồi nè, bữa trước mấy vết ở trên đầu nè, khô hẳn luôn rồi. Bên đây con được chưa? Bởi giờ cái bị cứng hết đi ôm anh tưởng là anh to nhỏ khá lắm rồi. À là cái bữa mà hai ngày chị Vi với chị đi Sài Gòn hả? Là em về thăm con. Chị kính á, anh không biết ai hết. Giờ hỏi mẹ là con hết bệnh chưa hả? Mẹ hết bệnh chưa hả? Có xin mẹ sờ ti không? Ừ, biết không? Thương ha, mới 4 tuổi thương ghê lắm. Sáng nay nghe khóc mà ôm gối mơ đồ đi theo mẹ mà. Trái rồi con mẹ. Bữa Hiền khóc năn nỉ cô cứu mình con, Hiền sống với con của con. Con mới 4 tuổi. Trị quá. Cô nói con rồi, con trị quá, cô đi cứu con cỡ đây cho con mà. Con mà không về vậy, con lại không về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.